có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Tôi ở gia đình tôi gốc tại Bến Tre. Tôi nhầm về gia đình của bà Phạm Thị Miếm này là sanh được 11 người con. Mà trong khi đó bà già sanh ra là có 4 anh em mang tật là bệnh phong. Và mẹ chồng bà cứ than phiền hoài, bà hỏi chắc tao mua thuốc ngủ tao chết vô rồi quá. Chứ bệnh hoạn vậy lây, sợ người ta lây đi không dám đi đâu lắm. Mẹ đừng có chết vậy rồi bỏ tụi con nó khổ. Mẹ tội gì mẹ uống thuốc ngủ rồi mấy đứa con mẹ làm sao. Chừng nào chết thì tới đâu nó chết nó chết. Mấy hôm gầy trời bị mưa, không có làm lò được ra tiền mà để đợi ngày nay ông xã đi chở lò về mới có gạo đặn nấu do bữa cơm cho con nó ăn học. Tôi sanh ra được đứa cháu nay được 10 tuổi, nhập học từ hôm nhập học tới nay. Mà ước cơ chỉ có 1-2 bộ đồ để bận đi học mà không có. Con mà gạo hỏi chứ không đủ ăn mà có đâu để mua quần cho con không. Gạo mà giờ sáng giờ nổi thiệt chứ chưa có cơm, không dám đi mượn gạo ở sớm à. Rồi trước tiên là ở hồi lúc trước tiên là ở căn nhà này rất là chật hẹp nghèo khổ, mà nhờ mấy ông giúp được căn nhà khang trang như vậy là rất là quý và rất là cảm ơn. Nước đường nước ở đây có thể là mưa gió bò ta nuôi gần bên hôi thối không có nước uống, ước được một cái đường nước con tôm vô sạch sẽ mấy ông cũng giúp được. Giờ quý mến và thận trọng không biết làm sao mà biết ơn mà đền được đó.